Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau ôm xong người trẻ người lớn, 70 năm trời từ Tây sang ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới một thay lại. Now be chị Kiều, chị tránh cái ghế này ra đi để cho tôi dọn dẹp đi, chứ để anh Phú anh thấy là ghế dơ anh rầy tôi chết luôn á. Ủa, đó là chuyện của Diêu. Ok, nhưng mà cái chỗ này là chỗ của tôi mà. Ê, chị đó, con gì đó kỳ cục là cô đó. Hay không? Hay xong quá. Xuôi, nhanh gọn lẹ. Thông minh quá. Với cái nư này á là mình phải xài chiêu. Còn em nữa Lý, qua tới Mỹ rồi mà còn bận áo bà ba. Người ta nhìn em hiền quá rồi người ta ăn hiếp em đó, em biết không? Người ta nói câu là giang sơn dễ đổi bản chất khó dời. Bản này nó mát mẻ quen rồi, không có thay đổi được. Hai người hồ nhau ăn hiếp tôi đúng không? Anh Phú ơi, anh Phú! Có cái chuyện gì mà mới sáng sớm mà người sùm vậy? Tính đuổi hết căn tiệm ra hay sao? Anh Phú, anh coi em đang lau chùi, tự nhiên các hai người này vô ăn hiếp em kìa. Anh coi tim em đập thình thịch rồi nè. Madam. Oh, no problem. Thank you. Lý, em ăn chút gì đi. Không được chị à. Em đang làm móng cho khách sao ăn được. Cứ làm sáng giờ không có ăn gì hết, rồi sức đâu mà làm cho khách tiếp. Ăn đi. Kỳ lắm, không được đâu. Sorry, madam. She doesn't need anything, call you please. Oh, that's okay, go eat, take a break. Okay. Thank you, okay. Thank you so much. Thank you, madam. Okay. Khách đồng ý rồi kìa, em đi ăn đi. Cảm ơn chị, thank you. Anh Phú ơi, có người ăn trong giờ làm nail kìa. Nè, cô nói cái gì vậy? Tôi đã xin khách, khách cũng đồng ý rồi, thì con Lý mới đi ăn chứ. Ủa, trong cái tiệm này ai cũng giữ một ngày 10 tiếng, ai đói cũng đi ăn, thì cái tiệm này nó loạn hết hả? Cô thì kìa. Thôi để em làm cho, không sao đâu, em ăn ngồi. Nè, cô làm gì vậy? Ôi chị, khách này là của tôi mà. Ủa, thì cô đi ăn thì tôi có quyền lấy khách. Bộ cô không biết luật của cái tiệm nail này hả? Nè, luật nào có thợ nail mà ăn trên đầu trên cổ người khác hả? Đây là khách của con Lý mà. Thì mấy cô đi ăn thì tôi có quyền lấy khách. Con nhỏ khách này là của tôi đó. Cô ăn nói cho cẩn thận nha, khách hàng chứ không phải con này con kia đâu. Con nhỏ này có biết nói tiếng Việt đâu, mắc gì phải lịch sự. Nhỏ này đó, nó có hiểu gì đâu. Đủ rồi. Ủa, có biết Diêu biết nói tiếng Việt hả? Tôi coi phim Việt Nam, tôi yêu phim Việt Nam, đặc biệt nhất là cải lương. You guys, it's okay, calm down. Con, how do you say crazy woman? Con điên. I'm so sorry, madam. Chị đừng nói chuyện em nha chị, em bị đuổi chết á chị.
Rồi, tới giờ nhận lương rồi. À, đây là phần của một. Cảm ơn anh Phú. Đây là phần của Lý. Dạ, cảm ơn anh Phú. Còn đây là của Kiều. Cảm ơn anh Phú. À, còn đây là phần của Trí. Nhưng mà Trí nè, anh có lời khen ngợi Trí. Tay nghề của Trí càng ngày càng lên nha. Mấy cô nữ trong tiệm này Trí không bằng Trí luôn á. Đây của em đây. Dạ. Giỡn xíu mà căng vậy Trí. Đâu có, cảm ơn. Cho hùng miếng. Anh có hùng cái tay thôi. Nặng cái ben cũng được. Trời ơi. Còn phần của anh á, tí của anh ở cơ sở 2 về anh sẽ phát. Còn một phần vui hơn nữa. Tiền thưởng. Đây. Trời ơi, em cảm ơn anh Phú. Dạ, cảm ơn anh Phú. Đây. Em không có hả? Khi nào mà em bớt cái tật chữ khách á thì hãy nghĩ tới chuyện tiền thưởng. Chân cha đỡ đau chưa? Ừ, dạ, con bên này cũng khỏe. Thì đồ ăn bên Mỹ phải ngon hơn cá mắm dưới quê mình rồi. À, mà tiền học của Út lớn Út nhỏ, có gì cha mượn của chú Sáu đóng giùm con nha. Rồi vài bữa nữa con gửi về cho. Con làm bên này nhiều tiền lắm, cha yên tâm nha. Đâu mà đóng bây giờ. Kiều. Gì vậy? Đây là tiền thưởng cuối tuần đó. Thì cũng cả ba làm chung thì mình chia làm ba đi. Để lấy cái tiền này đó Kiều gửi về Việt Nam cho mấy đứa cháu nó tựu trường, cho bằng với người ta ha. Tụi tôi cũng không có muốn nghe lấy đâu, nhưng mà ai cũng khổ, có ai sướng gì đâu. Có được chút cháo chia nhau thì cũng không có đói gì hết. Một với Lý cho tôi xin lỗi nha. Có gì đâu mà khóc. Không sao đâu hết mà. Thấy thương má mày không? Tao nói thiệt á, má mày là người tốt bụng dễ sợ. Mặc dù thiệt á, tao lâu lâu tao nhắc tới bà không muốn khóc đi. Không biết thì có gì đâu, thương má đó, còn cháu. Trời ơi, có gì đâu mà bà xịt vậy. Ông hay thiệt luôn á. Ông khóc quá khóc luôn mà nó ngáy quá ngáy mà ông không nghe luôn. Trời trời, kể câu chuyện xúc động vậy đó về má nó. Mà nằm nó ngủ ngon lành. Chắc về tới bển rồi đó. Đang quỳ bên gối mẹ hay sao. Dậy. Thôi. Kệ nó. Sắp sửa tới giờ đóng cửa rồi, cứ để cho nó nằm nó ngủ chút xíu. Tội nghiệp, chắc đang nhớ mẹ nè. Trời ơi, con cái con vô hồn vô cảm hết trời. Nè, nghe tôi dặn nè. Tuần sau ông về Việt Nam đi. Ông phụ cho ông Happy đi. Để tội nghiệp quá. Bữa giờ chắc mình ơn nó muốn chết bệnh á. Rồi còn tiệm Tùng nữa đây sao? Ông lo gì? Ở bên đây còn tôi rồi còn con Lâm nữa. Với lại bây giờ tình hình của Pinel nó cũng đang ổn rồi. Ông lo ở bên bển giùm tôi đi nha. Được. Vậy tôi sẽ về Việt Nam. Em đã chuẩn bị xong hết trơn rồi. Anh á, anh lựa thời cơ trốn tâm mì đi nghe chưa? Đừng có lo cho em, chị Lâm đã đi về nước rồi, em bây giờ tự do. Hai con, ngạc nhiên chưa? Chú.
chú giờ nào sao không báo cho con biết? Báo cho con biết thì còn gì gọi là surprise. Chú được chỉ thị của cô một về đây để làm phụ tá cho con, chấn chỉnh lại cái pinel này. Phụ tá gì? Chú coi chừng con thì con. Ủa không vui hả? À, dạ vui. Vui sao không thấy con cười? Chú. Vậy. À, chú ở đây lâu không? Chi vậy? Ê, hình như có vấn đề gì hả? Hay là làm chuyện gì mờ ám sợ chú mét má con không? Ôi dạ, không có. Không có phải không? Ừ. Không có vậy là good. Chú đem dẹp đồ đi nhé. Em nghe nè Phát. Em có ra đây ăn với anh không? Em rủ anh xong mà giờ không thấy em đâu vậy? Rồi. Cái gì chết? Em bị canh rồi. Ai canh? Chú canh nè con. Khỏe không con? Phát. Chú Chí. Chú về Việt Nam hồi nào vậy? Mới về con. Chú về đây là làm theo sứ mạng của cô Mục. Chú Chí về Việt Nam. Chết rồi. Nguy to. Điện thoại của con mà. Chuyện của con với thằng Phát tới đâu rồi? Nói chú nghe coi. Tới đâu gì chú? Con với anh Phát là đối thủ với nhau, đâu có tới với nhau được. Không tới với nhau được. Định qua mặt tôi hả? Cắt hương gia bả tôi. Mấy đứa. Còn một số bạn nhân viên khác đâu hết rồi? Dạ, đang giờ nghỉ trưa, mấy bạn đi ăn trưa vậy chị? Ừ. Rồi, còn ba đứa, chị sẽ thông báo một việc quan trọng cho ba đứa nghe. Con mời chú vô. Ca sĩ này. Không phải, nghệ sĩ. Không phải đâu, tao thấy là cầu thủ đá banh á. Cô kia. Cô xúc phạm tôi hả? Chân của tôi chỉ dài hơn cô một chút xíu thôi. Làm sao đá tới trái banh mà nói tôi là cầu thủ? Im đi. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là chú Trí. À không, chú Trí. Mấy đứa nghe chưa? Đây là chú Trí, chuyên gia về nail. Chú sẽ huấn luyện các em chuyên sâu, còn giúp chị quản lý nhân viên nữa. Chào chú Trí đi. Chào chú. Ừ. Chào các con. Dạ. Chuyện của tiệm nail con nhờ chú Chí nha. Ừ. Tất cả nghe đây. Cái hệ thống binh nail của chúng ta đã rất thành công ở bên Mỹ, nên cô một đã gửi chú về đây vừa làm chú, vừa làm bạn, vừa làm thầy để training cho các con. Kể từ giờ phút này các con phải nhất định phải nghe lời chú. Có rõ chưa? Dạ rõ. Rõ chưa? Dạ rõ. Rõ lắm lên. Dạ rõ. Ừ. Vậy đi. Mấy đứa nghe chưa? Nhớ hợp tác với chú để thuận lợi nha. Chú, con giao cho chú nha. Ừ, con yên tâm. Dạ. Ừ. Thôi, đã hết giờ giải lao. Bây giờ là giờ học tập. Tất cả phải nghe đây. Là thợ nail thì cũng phải gọn gàng, tươm tất, sạch sẽ, không để lượm thượm. Coi nè tóc tai, coi nè trời đất ơi. Cái gì vậy nè, tôi giật cái là đứt hết bây giờ đây nè nha. Tính cho khách ăn tóc hay gì? Hả? Cột lên, gọn gàng, sạch sẽ cho tôi. Dán hai cái màn này ra, để lên. Trời ơi, hết hồn tưởng Kumathon. Kumathon bị hư. Cô để tóc tai như cái tô mì gói vậy đó hả? Cột lên. Cột lên. Ủa cái gì đây? Cái gì đây? Đồ đạc để lung tung xà bèn hết trơn. Ha. Muốn để như vậy rồi khách đi dắt té cào đơm rồi sao? Ai đơn? Nghiêm túc đi. Đứa nào? Đứa nào cả gan ăn bánh men xong rồi lại để lên vai của thần tài? Hả? Có biết là không nên không? Hả?
thần tài là đổ cho chúng ta có khách, cho chúng ta có tiền, mà dám xúc phạm, ăn xong rồi để lên này như vậy. Mai mốt ai mà còn làm như vậy nữa đừng trách chú, nghe chưa? Chú ơi, chú để lên đỉnh đầu ông thần tài luôn. Chú chỉ thí dụ thôi chứ không phải là chú để lên. Mày không nói chú cũng lấy xuống. Chú để lên vai kìa chú. Được chưa? Cổ cắm lên. Một lát tất cả phải cho địa chỉ email của tụi con, để chú gửi mail qua. Tất cả phải học lại những nội quy do người sáng lập ra Pinel biên soạn, đó là cô Thị Một. Rất dễ, đừng lo, chỉ có mấy câu thôi. Mấy câu chú? 100 câu. Hả? Có gì đâu mà hả? 100 câu, học 100 ngày là thuộc thôi. Hiểu chưa? Phải thuộc lòng. Đúng vậy. Ai mà không thuộc lòng sẽ chép phạt 100 lần. Rõ chưa? Rõ. Sao rồi chú chị? Chú. Ừ. À, chú ở đây chỉ mấy bạn nha, còn đi ra ngoài chút xíu. Ra ngoài làm gì? Đi gặp thằng Phát chứ gì? Kể từ giờ phút này đổ đi, con cũng giống như là các bạn, phải ở đây 24/24 để học tập. Chú. Không nghe lời chú, đừng trách tại sao chú độc ác. Trời ơi, con ma thon bị hư. Nội quy điều thứ 5, dụng cụ của khách không được tự ý xài, bao gồm... Trời ơi, bao nhiêu đi nội quy, làm sao mà tôi thuộc hết á trời. Cái ông già khó tính thiệt luôn á. Ờ. Mấy đứa đứng tụ tập nói xấu ai đó? À, chị ơi, tụi em xin lỗi. Tụi em không có cố ý nói xấu chú Trí đâu. Dạ đúng rồi chị. Chị giỡn á, chứ mấy đứa nói đúng mà. Tụi em nói đúng đúng không? Ông khó khăn dễ sợ luôn á chị ha. Chú quản lý con vậy con không hài lòng đúng không? Con không vừa ý đúng không? Happy? Con đâu có dám nói gì đâu chú. Sao? Kumathon? Ừ? Theo quy tắc thứ 6, chương thứ 5, mục thứ 11, gạch đầu dòng thứ 8 thì cấp dưới có quyền góp ý cấp trên. Nào! Ai muốn góp ý tôi thì nói thẳng vào mặt tôi. Chú! À, tụi con tưởng á, bình thường chú là master thì chú phải rành về chuyên môn chứ. Đằng này chú toàn nói mấy cái tủn mũn, quy tắc, quy củ. Ai nói không được chú. Đúng, đúng rồi. Đúng rồi, tụi con không phục, không phục, không phục, không phục, không phục, không phục. Rồi, sẽ phục. Hả? Cắt da, làm sạch, sơn. Mà chỉ trong vòng 10 phút sao chú? Ừ, 10 phút chứ không phải 10 giây đâu mà làm gì ngạc nhiên dữ vậy. Tôi nói thiệt chứ nha, trong vòng 10 phút chú có thể làm được hết á. Có bữa tao hăng máu lên tao làm có 7 phút. Bà kia kìa tao làm 5 phút bà hết hồn luôn. Happy, dạ. Bấm giờ cho chú. Lan ơi cứu chị, Lan ơi cứu chị em ơi. Dạ. Nè nè, bây giờ còn 1 tiếng nữa chị phải có mặt tại hội nghị. Mà bây giờ chị chưa làm gì hết trơn á. Chị cho em 30 phút để make up, làm móng, làm tóc cho chị, được không? Chị ơi, làm sao mà được? Được rồi chị ơi, không được, làm được đâu chị ơi. Chị gấp lắm rồi. Im hết đi. Khách hàng là thượng đế. Tụi con không được, nhưng mà chú được. Hả? Happy, con make up, Lan, con làm tóc, hai đứa này phụ chú. Nhanh. Anh ơi, anh có chắc làm được không vậy? Nếu mà không làm được anh tính với em sao? Nếu tôi không làm được, cô muốn làm gì tôi cô làm. Nè nè, anh coi chừng tôi đó nha. Bắt đầu. Finish. Các con, hãy nói cho chú biết đây là ai. Bà Tiên. Gãy răng hết giờ nghe. Dạ.
Nói lại một lần nữa, đây là ai? Nàng tiên. Đúng vậy. Đây là nàng tiên, còn ba đứa con mới là ba bà điên. Nè, sao? Em thấy làm sao? Em có hài lòng không? Rất hài lòng đó là đằng khác. Hồi nãy đó nha, em chỉ cho nửa tiếng thôi. Mà mình làm bao nhiêu phút con? Dạ, dư 2 phút. Dư 2 phút đó nha. Nè. Bây giờ á là phải đi liền, còn nửa tiếng nữa em phải tới hội nghị. Chứ đẹp như vậy, với bộ cánh như vậy mà không tới được hội nghị thì rất là uổng. Rồi. Nè nè, tiền của mấy cưng. Khỏi thói, có tiền tiếp trong đó rồi đó. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều nha, cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Chung chịu luôn. Cái này khách trả tiền chứ không phải tiếp. Đây nè, 700.000 là nguyên combo. Xong rồi làm cái mặt, rồi làm luôn cái đầu, phải đưa thêm 300 tiếp luôn. Một rừng người về tiếp ở đâu ra? Đây nè, dạ. Đó, giữ, dạ. Tính sổ sách đàng hoàng, dạ. Nghe không? Dạ. Nhưng mà không sao, miễn khách vui lòng là được rồi. Cái quan trọng á là chú muốn training cho tụi con. Tụi con phải làm cho khách hài lòng. Và làm trong hoàn cảnh nào, trong một cái thời gian nào, trong một cái hoàn cảnh nào, trong một cái bối cảnh nào, chúng ta cũng làm được hết, đúng không? Chú Trí đúng là đỉnh của đỉnh. Nè, hồi xưa chú cũng dở ẹt à, tao nói nghe. Biết không, tao ở nhà, ở bên kia tao cắt chảy máu hết trơn. Trời đó con, nghe móng tay của người ta mà tao cắt chảy máu. Trời ơi, bị phạt hoài luôn. Đó, cho nên sau này tao rất là cẩn thận. Bây giờ nè, chú nói tụi con nghe. Mình từ dở, mình ráng rèn luyện, mình học hỏi là lúc nào mình cũng sẽ giỏi, hiểu chưa? Giỏi rồi á thì khách sẽ hài lòng và sẽ tới với tụi con. Lúc đó tụi con giàu lên, tụi con sẽ làm chủ. Yeah. Tao làm thợ cho tụi bay. Yeah, chịu không? Chịu. Chịu đi làm đi mấy bà nội, lẹ lên. Ê, Happy. Happy. Cái con nhỏ này ngộ nha, giờ nào tôi lên lớp là nó trốn rồi trời. Lúc nào mình dạy nó cũng không có chịu nghe hết trơn trời á. Bực mình ghê nơi luôn á. Cái gì? Alo, tôi nè. Ông Trí hả? Sao nè? Về rồi có hội nhập được liền hay không nè? Có bị jet lag không? Hả? Rồi ăn uống làm sao? Thời tiết làm sao? Có nóng quá không? Nè, con Happy nhà tôi á, nói với thằng Phát á, có sắp lại nhau không vậy? Nè, con Happy nhà tôi nó có chịu hợp tác với ông không vậy? Ui, tôi không biết gì hết. Chà, trả lời kiểu này chắc đang cọc cằn dữ lắm á nha. Alo, cô Một hả? Con đang quan sát tiệm đối thủ. Có diễn biến gì mới, con sẽ kể cho cô nghe nha. Ok cô, bye cô. Mấy đứa, dọn dẹp mẹ đi về nè. Mệt quá rồi đó. Trời ơi, mới giờ này mà tiệm vắng hoe như cây tre vậy đó, không một bóng khách, chỉ có hai nhỏ thợ. Ớn lạnh quá. Chị Lâm Tâm Phai. Hả? Ai vậy? Hết hồn à? Chị Lâm Tâm Phai. Chị quay làm gì vậy? Tôi đi kiếm đồ. Bà đi kiếm đồ hay đi kiếm chuyện? Trong cái tiệm này không có đồ gì của bà đó. Thì nói chung là tôi đi qua đây, tôi làm neo á. Ủa sao bà không làm tiệm bà qua đây? Mà tiệm bà sit down rồi hả? Nghĩ sao vậy? Cái tiệm của người ta đang đông khách vậy á, mà kêu người ta sit down là sao? Thiệt tình á, là tôi có một cái sở thích, là hay thích đi khám phá tò mò nhiều cái tiệm neo khác, coi tiệm neo nào có thợ nào giỏi nào đẹp đó, để tôi kêu họ làm neo cho tôi đó mà. Bộ tiệm bà hết thợ neo giỏi rồi hả? Hôm nay tiệm đông khách quá, mà tôi thì tôi muốn làm một bộ neo để tối nay tôi đi ăn tối với bạn trai tôi mời tôi ăn đó mà. À.
Mà thôi bà già đi, không được đâu. Cái giờ này bắt hả thợ làm á, tôi trả tiền overtime thích bà tôi luôn đó. Thôi nha, về đi. Giúp tôi đi, giờ không ai giúp tôi hết trơn nè. Cái bộ móng cũ quá trời quá đất luôn. Thôi, giúp bà giúp tôi. Đi về đi, bữa khác tôi làm chứ. Vậy thôi, tiệm cũng vắng quá à, không ai, thôi tôi đi. À khoan, chị Năm. Ủa gì vậy? Thôi, nể tình chị em làm cho chị nha. Trời ơi, cái gì mà trở mặt như là trở bánh tráng vậy? Có vấn đề gì với tôi hay không vậy? Trời ơi, tại mấy khi tôi nghe nói là bà được bà trai dắt đi ăn đâu. Thôi, vô làm tôi làm cho nha. Vậy là làm cho tôi phải không? Cảm ơn nha. Làm đi, chị lên đây ngồi đi. Trời, tôi mới tuyển được thợ giỏi lắm luôn á. Dành tặng bà đó nha. Phố hồn. Ngồi đi. Tiền kêu bà nha. Ngồi đi. Carol. Dạ. Tiếp khách. Đó, thấy chưa? Hai cưng. Dạ, chào chị. Chào cưng. Nè, hàng tuyển của tiệm tôi đó nha. Nhưng mà thợ mới, có gì á, góp ý cho em nói nhẹ nhàng. Đừng có la em nói tội nghiệp với bà. Biết mà, tôi làm ngành nail mà. Riêng mà thợ nail là tôi cưng chiều dữ lắm. Dễ gì mà tôi sân xí với họ bao giờ. Cảm ơn bà trước nha. Cưng, khách VIP đó nha. Cẩn thận. Dạ. Cưng. Dạ. Cưng làm việc ở đây bao lâu rồi? Dạ mới làm sáng chị. Hả? Cái gì mà nói mình thợ giỏi. Trời đất ơi, cái chuyện này chuyện kia xảy ra riết rồi việc á. Chắc phải mở đi vô nhà thương mà thông tin quá. Chá hết sức vậy à. Bà Quên. Ủa, cái gì vậy? Ai vậy? Ai mà hét ầm ầm ngoài đó vậy? Ôi bà Tiffany mời. Bà ra đây nè. Hai chị Tiffany. Bà coi nè. Cái gì? Bà đứng cái gì ghê vậy? Sao mà đổi đầu không đây nè. Thôi mà ra ra con xử lý cho này. Trời đất ơi. Đau. Trời ơi chị chiên dầu chiên mỡ chiên cá mà phỏng dữ vậy? Nghĩ sao mà chiên dầu chiên cá mà phỏng như vậy? Bây giờ cái đời của tao cho tao không? Không muốn tập kiện lên. Tết bo bây giờ nè. Khoan chị Tiffany bình tĩnh lại đã, để từ từ tụi tôi giải quyết cho. Sao đi mợ? Cái gì vậy con? Tại vì mới nói mà xuất hiện rồi. Không lẽ mình mời đại con, mời đại con. Excuse me? Who are you? We are from the California State Inspection Board. Huh? And we're here to investigate reports of using MMA in this facility. Khanh ơi. Chết rồi con ơi. Mày thấy chưa? Tiệm mày sử dụng chất MMA thấy chưa? Mày đền cho tao đi. Mày đền bàn tay ngọc ngà cho tao đi. Con. Mà để con gì biết. Chị ra ngoài. Em chỉ biết riêng với chị nha. Ok, chị bớt nhóc. Chị theo em rồi, em nha. Rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Từ từ nha. Khanh, ráng nha Khanh. Dạ. Mà để con lo mà. Anh ơi, em nói anh nghe nè. Để em giải thích cho. Cái tiệm của em á, em không bao giờ em xài cái... I'm so sorry. I thought you Vietnamese. Let me tell you something. I never ever use MMA in my store. I promise you. Well, we're gonna find out. Oh my gosh. You are so handsome. Thank you. Oh, you are welcome. Okay. Yeah. Oh my God. Let's go. You've been found. You've been using MMA. Huh? No. There must be something wrong. I don't think so. You're right, there is something wrong. You're using MMA. That'll be $1,000 fine. You have 30 days to pay. No. Cái gì con? Sao mà... Ký đi mợ. Thôi sao bắt mợ ký? Trả giá ổng đi. Nó phạt cho mà nghe. $1,000? $1,000. $900? $1,000. No discount? Sorry, not today. Okay. Mở ký đi, còn trả giá nữa à. Mừng cái giết được không anh? Tiếng Anh đi mở. Can I borrow your pens? Mở, giờ này còn mượn quần ứng làm gì? Đâu, tao mượn cái giết. Pen. Sorry, can I borrow your pen? Yes. Okay, I'm so sorry. Đâu, ký ở đâu con? Này nè. Trời ơi, lương cả tuần của con đó mợ. Thank you. Ngàn đồng mợ.
Hopefully this is the last time we meet. One more thing. Yes. You are so handsome. Okay. Thank you. Đẹp trai mà ác phạt người ta. Trời ơi, $1,000. Bây giờ còn cái gì xui xẻo đổ ập lên đầu tôi một lần cho tôi chịu đựng cho xong cho rồi đi. Trời ơi. Hello? Hả? What? Ok. Ok. Mẹ ơi. Cái gì? Có con người tố tiệm mình thuê thợ lậu không có bằng. Cái gì? Con giỡn mặt với mợ hả? Tiệm mình làm gì có chuyện đó? Con đâu biết đâu mợ. Trời ơi tôi chết rồi. Hay là có đứa nào nó gài trong cái đám thợ mình để nó hại mợ không con? Con nghĩ coi. Đúng rồi. Mợ, con nhớ rồi. Cái gì? Hôm bữa tiệm mình có làm cho một người. Ai? Bà Lâm Tâm Năm. Năm hả? Con Năm lên nhà nó có tiệm nó sang tiệm mình làm cái gì? Hôm bữa trễ bả qua đây nè. Ờ. Con đâu muốn làm đâu. Mà bả làm dữ quá đi. Cho nên con cho con thợ tiệm mình làm. Chi vậy? Rồi hai người ngồi xù xì xuống xí chuyện gì đó mợ. Vậy là đúng rồi. Con Năm xuất hiện. State Bar xuất hiện. Sau đó rồi bị tố là mướn thợ lậu. Như vậy thì chỉ có con Năm mà thôi. Đáng lý là mợ không nên cho thằng Phát về Việt Nam á. Gì đâu, ảnh về Việt Nam là ảnh muốn tạo bất ngờ cho mợ đó. Mà nghĩ đi, ảnh ở bên Mỹ một tháng kiếm 5-6 ngàn sướng muốn chết à. Bởi vậy thấy thằng Phát nó cực mợ đâu có chịu nổi đâu con. Bây giờ là mợ không nở hay là mợ muốn thua gì một nè. Mày nói cái gì vậy? Tự nhiên tao đang nói chuyện thằng Phát cái một bột gì ở đây. Con nói mợ nghe nha, con muốn mợ làm sao á mà phải dìm bả xuống hàng 2 cho con. Nè, nếu đã đẩy đó là tao đẩy xuống số 20 luôn. Cái số 2 cạnh tao làm chi vậy? Bực mình quá đi à. Mợ. Cái gì? Mình như con thấy ai đang nhìn mình thì phải đó mợ. Không ai đâu. Mày là ăn cướp. Mày có khùng không? Thanh Thiên Bạch Nhật này mà ai mà cướp của? Có chăng cướp sắt cho con. Cướp sắt cái gì? Ừ. Sướng quá à. Sao mày sướng vậy? Thì cướp sắt. Trời ơi mợ với con ai sắt hơn ai mà mày làm gì mày khép nép vậy? Mà nhìn lại mợ đi, cái tuổi này rồi có đi đâu cướp. Có con ấy nè. Con bánh mày một cái bây giờ nghe chưa? Đi. Không mà con nói thiệt, chắc chắn luôn á mợ. Thôi mệt mày quá. Con ơi, hình như mày nói thiệt rồi con ơi. Con nói đúng. Chạy con ơi. Đứng lại. Muốn gì? Cái mền biết đi phải không? Tuột cái mền xuống giùm cái coi. Kêu police cho tao mà lên. Rồi theo dõi hả? Chào chị đẹp number one. Ai đây? Bao sờ mối mà. Dẹp qua bao sờ mối qua bên. Muốn gì? Xử cái vụ này mà lên. Hey, gì vậy? Đừng gây gõ. Sao cái gì gây gõ vậy hả? Uống nhất cục tổ cái gì vậy? Dân bỏ tôi đi theo con khác hả? Vô gì con? Dân bỏ tôi đi theo con khác hả? Dân bỏ tôi đi theo con khác hả? Dân bỏ tôi đi theo con khác hả? Mà ai đen ai không? Ai biết đâu luôn rồi. Đi rồi. Đi rồi. Tại sao mấy nay đi đâu? Để tôi một mình bơi vô nha. Hả? Hả? Ai vậy? Ai đánh tôi dữ vậy? Hả? Anh ba sờ mối. Em xin lỗi anh. Ai mà biết tôi mà còn đánh dạ, tôi vậy? Em biết anh nhưng mà anh không thể nào biết em đâu. Trời cái gì nữa kìa anh ơi? Cái gì nữa? Vụ gì nữa đây hả? Ok. Cô là... Cô... Hả? Trời tự nhiên đâu vậy? Trên trời rớt xuống vậy? Trời giáng lắm trời.